Trong bài ngày hôm nay tôi sẽ xin nói về cách tổ chức và trình bày một cái luận điểm nào đó trong trong cái tư duy phản biện của chúng ta. Thì vậy thì cấu trúc của một cái luận điểm, chúng ta sẽ dựa trên cái mô hình của Tomlin. Tomlin có hai cái mô hình chúng ta cần phải quan tâm, đó là thiếu lý lẽ và đầy đủ lý lẽ. Một mô hình Tomlin mà có đủ ba yếu tố là dẫn chứng, lý lẽ và cuối cùng là nó sẽ dẫn đến kết luận, đúng không? Đấy, thì nó gần giống như một cái cơ thể thể sống vậy, đúng không? Giúp cho chúng ta có được cái luận điểm mạnh và có thể phản biện lại những cái luận điểm của người khác một cách tốt nhất. Vậy thì dẫn chứng, ví dụ như là tôi có thể ví dụ như là một cái dự án nào đó đi, tôi ví dụ một dự án nào đó đi. Dẫn chứng là tất cả thành viên nói rằng họ sẽ làm việc chăm chỉ trong cái dự án này. Còn về lý lẽ là thường thì làm việc chăm chỉ sẽ dẫn đến thành công, còn kết luận là nhóm sẽ thành công trong trong cái dự án này, đúng không? Vậy thì mô hình chữ T của Tao Minh ấy, nó có tổng cộng là ba yếu tố: dẫn chứng, lý lẽ và kết luận. Kết luận là tuyên bố để cần được chứng minh, và dẫn chứng là cung cấp những cái dữ kiện, những cái số liệu, những cái ý kiến, những cái ví dụ từ các nguồn thông tin khác mà bạn cần phải sử dụng để chứng minh rằng là cái kết luận cuối cùng là đúng. Tôi ví dụ như thế này, nhóm chúng tôi sẽ thành công trong một cái dự án này là một kết luận, đúng không? Còn dẫn chứng là gì? Dẫn chứng là trong cuộc họp tất cả các thành viên của nhóm đều khẳng định là họ sẽ làm việc chăm chỉ cho cái dự án này. Còn lý lẽ thì ra sao? Lý lẽ sẽ cho bạn có thể dẫn tới kết luận. Lý lẽ sẽ giúp cho chúng ta trả lời được cái câu hỏi là làm thế nào để có thể kết luận được như như thế. Trong tranh luận, lý lẽ sẽ giúp cho tranh luận viên giải thích được tại sao mà những dẫn chứng ở trên đã dẫn đến kết luận, tức là nó khẳng định cái tính đúng đắn của kết luận. Thường thì trong cái bên bên ngoài ấy, khi mà chúng ta đưa ra một cái quan điểm nào đó, một cái luận điểm nào đó, thì chúng ta quên mất, hoặc là quên mất dẫn chứng, hoặc là quên mất lý lẽ. Như thế thì khi mà các bạn đưa ra cái kết luận của mình sẽ không được người khác thừa nhận, hoặc là sẽ thiếu tính chặt chẽ, thiếu tính đồng bộ, người khác sẽ không ủng hộ quan điểm của mình, không tin tưởng vào quan điểm của mình. Ví dụ như là lập luận sau sẽ tôi sẽ ví dụ một cái lập luận mà chưa có lý lẽ. Ví dụ như là một người bạn trai, đúng không, nhìn thấy bạn gái của mình đạp xe cùng với anh A hay anh B nào đó, thì dẫn chứng chính là bạn gái đi với anh A và anh B, đúng không? Và người ấy ngay lập tức kết luận rằng cái cô bạn gái của mình và anh A anh B đấy đang lén lút hẹn hò, đúng không? Như vậy thì nó thiếu đi lý lẽ. Lý lẽ là có thể khiến cho các bạn dựa vào dẫn chứng để chúng ta đi đến kết luận. Thiếu lý lẽ hoặc là thiếu dẫn chứng thì chúng ta sẽ không đủ để đưa ra được cái kết luận. Và sau đây là một cái ví dụ mà các bạn cần phải đọc để các bạn cho thấy rằng, đúng không? Cho thấy rằng cần phải có đầy đủ dẫn chứng và đầy đủ lý lẽ để kết luận. Trong cái ví dụ này, bạn Thu này đã không gặp lại Trung sau khi, và ngay ngày hôm đó thì cô đã chiếm phòng trọ. Đó là một cái điều đáng tiếc, một cái sai lầm, bởi vì bạn ấy đã có dẫn chứng nhưng bạn ấy thiếu lý lẽ, đúng không? Đấy. Cái mô hình chữ T của Tao Minh ấy, nó
lý lẽ nó là cái trung gian, nó là cái bám theo, chứa theo cái dẫn chứng, đúng không? Và các bạn thường xem xét thì cả hai yếu tố dẫn chứng và lý lẽ đều có vai trò quan trọng như nhau trong cái vấn đề mà chúng ta có thể đi đến kết luận, đi đến lập luận của mình. Vậy thì một cái mô hình thông minh đầy đủ ấy, nó như thế nào? Nó phải có được cái thêm ba yếu tố nữa. Lý lẽ thì nó phải có cái để hỗ trợ cho lý lẽ. Cái này, nó phải có cái này, cái để hỗ trợ cho lý lẽ. Còn về dẫn chứng ấy, về lý lẽ nó còn phải có phụ thuộc vào mức độ nữa. Mức độ là nhiều, ít hay là mức độ siêu ngang. Rồi nó còn có phải có được yếu tố dự phòng nữa. Những yếu tố này nó như thế nào thì tôi sẽ trình bày, đúng không? Cần phải có đủ 6 yếu tố. Thứ nhất là hỗ trợ, dự phòng và mức độ. Thành phần hỗ trợ sẽ đưa thêm thông tin hoặc là lập luận giúp cho lý lẽ nó mạnh hơn. Và ví dụ như là tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ như nó như thế này. Trong những lần trước, cứ nhóm nào làm việc chăm chỉ thì sẽ được điểm cao, đúng không? Như vậy nó sẽ hỗ trợ cho cái lý lẽ là nếu bạn đây, nó hỗ trợ cho cái lý lẽ này, nếu thông thường có quyết tâm, có cố gắng, có đầu tư thì sẽ có kết quả tốt. Đấy, trong cái ví dụ này, cái ví dụ mà tôi vừa nói là cái ví dụ này. Đấy, cái thành phần mà hỗ trợ cho lý lẽ là cái phần mà tôi vừa cái câu mà tôi vừa nói đấy. Như là trong những lần trước, cứ nhóm nào làm chăm chỉ thì sẽ được điểm cao, đúng không? Trong những trường hợp mà lý lẽ của bạn chưa đúng mạnh, hoặc là bạn cho rằng là các thành viên khác sẽ nghi ngờ tính đúng đắn của dẫn chứng, thì bạn có thể thêm cái thành phần hỗ trợ này. Không phải mọi cái kết luận đều đúng trong cái trong các trường hợp đâu, mà thành phần dự phòng sẽ đưa ra được cái kết luận ngoại lệ. Đấy. Mà kết luận có thể không còn đúng dưới một số điều kiện nhất định. Ở cái ví dụ trên ấy, thì ta thấy rằng cho dù thành viên đều nói là họ sẽ làm việc chăm chỉ, nhưng nếu một thành viên không tham gia một buổi họp chiến lược thì hiệu quả làm việc của nhóm sẽ không chắc là sẽ tốt. Và phần cuối cùng là cái mô hình mức độ. Thì thông qua cái thành phần này, ta sẽ biết được mức độ của kết luận sẽ đúng. Mức độ thông thường là có thể, có lẽ, chắc chắn, hầu hết, hầu như. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, các mức độ sẽ được đưa ra khi mà chúng ta kết luận nhé. Là có thể là chúng ta sẽ nói những câu như là có thể, có lẽ, chắc chắn, hầu như, hầu hết, hoặc là có khả năng. Những câu kết luận như vậy, nhóm sẽ thành công trong dự án này. Về mức độ khác, về câu kết luận là nhóm có thể thành công trong dự án này, đúng không? Tôi muốn nhắc lại lần nữa, chúng ta sẽ đưa ra một cái ví dụ nó như thế này. Chúng ta có thể kết luận là nhóm sẽ thành công trong dự án này. Về mức độ nó sẽ khác với cái câu kết luận là nhóm có thể sẽ thành công trong dự án này. Đấy. Và việc mà chúng ta áp dụng cái mô hình Tomin trong cuộc sống, thì mô hình Tomin nó sẽ giúp các bạn mô hình hóa, lượng giá được cái luận điểm của mình và của người khác. Trong hầu hết trường hợp thì bạn không cần phải đưa ra một cái luận điểm có đầy đủ các thành phần trong mô hình đâu, đúng không? Đấy. Tuy nhiên, nếu hiểu được cái mô hình này sẽ giúp cho bạn biết cần phải đặt câu hỏi ở chỗ nào, đặt câu hỏi ở điểm gì. Khi nào bạn thấy vấn đề ở cái luận điểm người khác nêu ra, vấn đề ở cái luận điểm mà bạn cần phải trình bày, đúng không? Khi một ai đó nghe chưa thuyết phục, vâng, bạn có thể hỏi thêm về cái thành phần hỗ trợ cho lý lẽ đó, hoặc là mức độ cho cái lý lẽ đó, hoặc là cái phương án dự phòng cho cái lý lẽ đó. Đấy. Khi bạn thấy một luận điểm có thể chưa chắc chắn 100%, bạn có thể yêu cầu thêm yếu tố mức độ, đúng không? Khi bạn trình bày luận điểm của mình, tôi nguyên sẽ giúp cho các bạn là
có được cái luận điểm mạnh. Khi bạn phân tích cái luận điểm của người khác thì sẽ tôi mình sẽ giúp cho các bạn phát hiện ra những cái điểm mạnh, điểm yếu trong cái luận điểm của đối phương. Và cái bài chúng ta tìm hiểu về cái áp dụng cái mô hình cấu trúc của một cái luận điểm, mô hình tao nghiên vào cái vấn đề mà chúng ta thể hiện được cái tư duy phản biện của mình. Đến đây là kết thúc, và các bạn hy vọng là các bạn có thể ứng dụng cái mô hình đó vào trong cuộc sống nó tốt hơn, đúng không? Bài học ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây.